Xin chào mọi người ha. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người cũng là một cái con laptop Lenovo ThinkPad, này là X390 Yoga nha mọi người. Đặt nó là A718. Dòng X390 Yoga thì cái viền nó mỏng và mọi người nhìn máy rất là đẹp mà nó gọn, 13.3 inch, cái size vừa phải, led phím vào đầy đủ hết ha, và phím cực kỳ đẹp luôn mọi người. Dường như là chưa bấm, chưa sử dụng luôn, rất là đẹp. Góc cạnh cũng đẹp nè. Này i7 thế hệ 8, RAM 16GB. Vừa là laptop vừa là máy tính bảng gặp như thế này ha. Đây bên này đây mọi người, có bút nè, bút thì ở đây mình lấy bút ra đây mọi người, nhận bút rồi ok ha, vẽ vời rồi làm việc rồi đó, đôi lúc ví dụ như thuận tiện mọi người cần sử dụng bút cũng rất là thuận tiện luôn. Đây là nó là i7 nè mọi người, 8665 nè đó, i7 thế hệ 8 mọi người, 8665, RAM 16GB và SSD. SSD là 512 nha mọi người. SSD là 512, độ phân giải màn hình. Để mình bấm độ phân giải màn hình. Đâu ta? Đây. Cái là Full HD mà màu sắc rất là tươi và đẹp mọi người. Tươi cực kỳ luôn. Con máy này thì pin là siêu trâu nha, pin nó là trên 3 giờ, 3 4 giờ là vô tư luôn, và quan trọng nữa là máy nhẹ, chất lượng rất là đã luôn mọi người. Đây nè, nó nhẹ lắm. Nếu mà cảm thấy X1 Yoga nó to quá thì X390 này là cái sự lựa chọn rất là ok. X390 Yoga cũng khá là hot nha mọi người, trong những cái dòng mà gặp cảm ứng như thế này nè. X390 rất là mượt luôn, sử dụng nó mượt lắm. Nó là chip 8665 mà cho nên nó mượt, nó khỏe, nó bằng cái cấu hình của X1 Carbon, lộn, X1 Yoga Gen 4 là cái tên thôi. Là nó cũng có hai dòng đó trên cái con mà Yoga bình thường hôm giờ mình view á. Và cái con máy này thì có đúng một cái nhược điểm thôi là trên nền trắng nó có phản quang mọi người, hầu hết Yoga nó cũng hay như vậy lắm. Đây là mọi người, hơi trắng trên nền trắng một chút xíu, mọi người thấy không, hơi trắng tí thì tia chỗ này nè, hơi trắng trên nền trắng. Và ở đâu nữa ta, nói chung là màn hình á trên nền trắng nó có phản quang thì thường thường X1 Yoga nào nó cũng hay như vậy lắm. Cho nên là X390 này nó cũng không có ngoại lệ. Nó đâu mờ mờ chỗ này nữa nè, nhưng mà quay lên sẽ không có thấy được đâu, nhưng nhìn bằng mắt thường thì mình thấy hơi nhẹ nhẹ, chỉ trên nền trắng thôi, còn nền khác là không vấn đề gì, không ảnh hưởng gì và không sao. Mọi người làm việc là thoải mái luôn, không có vấn đề gì hết trơn, không ảnh hưởng gì nha. À, nó là X390 Yoga nha mọi người. Đó. Cấu hình rất là ok luôn. Phím máy sạch sẽ nha. Ở trong đây cái vỏ ở ngoài cũng tương đối sạch sẽ nè, không có bị cấn móp nứt bể gì hết, nó gọn lắm. X390 là nó gọn này, nó gọn, không có bị trầy xước luôn. Để mình đi một vòng cho mọi người xem thôi, hơi có trầy xước đó. Chứ còn đã qua sử dụng thì nó phải có những cái vết hơi mòn mòn, hơi mờ mờ đã qua sử dụng là chắc chắn là phải có rồi. Ở này là còn khá là sạch sẽ. Bên này ngõ sạc Type-C nè mọi người, ngõ kết nối Type-C sấm sét này, USB. Tai nghe bên này có HDMI, có USB, rồi nút nguồn ha. Đây là thẻ nhớ. Chung là máy chất lượng, gặp 390 gặp 360 chứ lộn. Rồi và cái mã máy này A718 giá chỉ có 7.700.000 thôi nha mọi người, cho con X1 Yoga X390 Yoga nha. Nãy giờ cứ lộn hoài. X390 Yoga nha mọi người, gọn, chất lượng. Nấy máy này thì mình chỉ có một con như thế này thôi. Ai chốt thì inbox mình. X390 Yoga là khá là nổi tiếng luôn. Mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái dòng này ha. Cảm ơn mọi người nhiều nha.